Clip trước cổ đã đem đến cho các bạn một kệ chén treo đáy tủ một tầng. Cái này có gì khác biệt? Đó chính là một kệ chén hai tầng treo đáy tủ nha các bạn ơi. Chiều ngang của kệ này là 700 và chiều sâu là 300 nha các bạn. Đi kèm theo đó sẽ là một cái ống đũa. Ống đũa này là hoàn toàn bằng inox luôn nha các bạn ơi. Với đội thợ lành nghề bên của thì inox được xử lý bóng đến 99% nha các bạn. Như cổ đang lia từ từ các bạn thấy đúng không? Đó, và kèm đó cũng sẽ là một cái khay hứng nước bằng inox luôn nha các bạn ơi. Hàng sản phẩm bên của là inox 304, bảo đảm 100% và bảo hành sản phẩm cho các bạn xài trọn đời nha. Cuốn này hơi bị hắt ánh sáng, tí các bạn thông cảm nha các bạn ơi. Thì các bạn thấy không, nhìn quay kệ nè, đó như cái la đằng trước á, như là một cái gương nha các bạn. Các bạn có thể soi gương trong đó luôn là biết bên của xử lý bóng kỹ đến cỡ nào rồi nha. Ngoài ra bên của còn gia công các sản phẩm phụ kiện tủ bếp, kệ treo ly, kệ quầy ba, inox 304 đến inox mạ vàng nha các bạn ơi. Củ lia lại có ống đũa cho các bạn xem thêm một lần nữa nha. Một cái ống đũa ha là nguyên khối nha các bạn, cực kỳ bóng, cực kỳ sáng luôn ha. Đằng sau bạn thấy không, như một cái gương vậy các bạn. Bên cổ đang có chính sách là tư vấn lắp đặt vận chuyển hoàn toàn miễn phí trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn ơi. Nếu các bạn quan tâm đến các phụ kiện tủ bếp nhưng chưa biết tìm kiếm hỏi ai, hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là Zalo của cổ để được tư vấn kỹ hơn nha. Và đây sẽ là một số hình ảnh các sản phẩm khác của bên mình để cho các bạn có thể tham khảo nha các bạn. Thời điểm hiện tại bây giờ thì là tiền nào của đó nha các bạn ơi. Bên mình không bán mắc, mình chỉ bán đúng với chất lượng sản phẩm và cái giá tiền nó mang lại nha. Cảm ơn bạn, see you.